giật rất là mạnh nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn lại quay lại với kênh HeoVKT của mình. Hôm nay chúng ta lại quay lại với chuyên mục đó là game free. Thì game này nó cũng có thâu gồm mơ gì đó, nhưng mà mình thấy là tính ra thì nó cũng không có được gì ấy, tại chúng ta cũng phải nạp tiền. Đây, bây giờ mình hướng dẫn các bạn đăng ký game nha. Nó cũng như những cái game mà hôm bữa mình hướng dẫn các bạn thôi. Đó, đặt tên cả nhà yêu. Rồi, ok. Ở dưới này mình chọn mật khẩu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Đó. Đó, ở đây chúng ta có 3 nhân vật. Anh chàng đẹp trai nè, cầm kiếm nè, phái Hiên Sơn không bắt đẩu gì đây. Đó, quay một vòng cho các bạn xem. Cánh đẹp không? Trời ơi, cánh Hiên Thần rồi luôn. Đó. Đây, chị này được gì đây? Trời ơi, cầm gì vậy? Bảo Liên Đăng hả? Rồi, cánh lung linh luôn. Đó, còn nam thanh niên này, cánh này ghê quá, đầu mọc sừng nữa chứ. Rồi, chọn con này đi, vào game. Vô game. Đồ ngoại cũng đâu tới nỗi xấu rồi đúng không? Đó, vừa vào là các bạn thấy không? Ở đây chúng ta có VIP 15 nha. Nó phi cho chúng ta là VIP 15 88.888 kim cương khóa gì, kim nguyên bảo khóa nè. Còn cái kim nguyên bảo này thì chúc chúng ta làm nhiệm vụ đồ thì nó sẽ cho nha. VIP 15 là nhận full quà nha, chứ không có phải tốn tiền mua nha các bạn. Nó hướng dẫn biết mệt quá. Đây, full quà nha, full VIP luôn rồi nha. Nhận về đi để cho nó chặt gương rồi. Nhiều bạn là muốn tìm game thâu gm gì đó, nhưng mà thâu thì các bạn cũng phải bỏ tiền ra các bạn mua, nó mới phi full kim cương cho các bạn. Chứ lúc trước là game lậu là nó phi được nhiều, nhưng bây giờ game lậu thì xài thâu này nọ. Nhưng mà các bạn tính đi, nếu mà người ta cho các bạn phi không thì người ta lấy gì người ta ăn. Đó, các bạn chạy nhiệm vụ một chút nha. Nói chung game này thì nó đồ họa cũng đẹp đó. Ừ, đây chúng ta có may thì chúng ta cứ cởi may nha, tại chúng ta được full VIP rồi đó. Họ đi đó. Đây vàng là đó. Đó, như một ngày là được 5 lần hay gì á. Rồi hết ha. Qua ngày thứ hai là các bạn được được một cái set trang bị nha nè, đó nãy chúng ta lên nè, đó 21.000 nè, 92.000 nè, quá hời đúng không? Còn bạc thì chúng ta làm nhiệm vụ sẽ có nha. Chúng ta có tiền mà, bấm vô, có gì đâu, có tiền mà mở luôn chứ. Đó, được một cái món đồ mà level 20 chúng ta mới được xài, mở luôn chứ sợ gì. Nói với các bạn xài tiền cũng hạn chế thôi nha, bạn xài nhiều quá là hết là khỏi chơi á. Nó cũng cho nhưng mà không có cho nhiều đâu, mang tiếng là game thâu gờ mê nhưng mà chắc mình không có để là nó xài thâu đâu. Mình có để link ở dưới, các bạn nào muốn xài hay muốn nghiên cứu thì bấm vào, chứ mình thấy là nó là nạp tiền là mình thua rồi. Tại vì nhiều bạn PM mình với lại comment hỏi là ủa sao mà game thâu gờ mê nhưng mà nó không có phi gì hết. Nếu mà nó phi hết là game đó là chắc chơi thời gian cho nó đóng cửa. Tại vì người ta bỏ tiền người ta làm server cho các bạn chơi mà người ta không có ăn thì lấy cái gì mà duy trì cái server đó. Bởi vì vậy Puno hả? Nãy nó bị full đó, nãy mình nói đó, các bạn mà nhận nhiều quá thì nó sẽ bị full đó. Lên level 10 làm nhiệm vụ nhận con thần thú nữa. Đây là con bét nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái con mà mình test vài ngày trước cho các bạn xem. Mấy game này mình tìm được lâu rồi nhưng mà tại vì bận công việc nên không có thời gian để up cho các bạn thôi. Hiện tại thì mình có nhiều game mà thâu gờ mê, mà gờ mê gọi là phải nạp tiền á, VIP gì free ít á, nên mình cũng biến giới thiệu cho các bạn. Đây bây giờ mình được vào bên kia. Đó, con mình chơi vài bữa mới có một hai tiếng luôn á chứ. Được phi một vòng quay nè ha, lại nhận bạc. Đây là nhiệm vụ VIP, VIP bỏ tiền mua đi VIP, đánh boss, gật đồ này, nhiệm vụ gì đó đừng nhận kinh nghiệm gì đó. Có cái gì để mà nó kêu vô đây vậy ta? Này, đây là cái kho, đó, có đồ. Đây, còn đây là kỹ năng ha. Còn đây là thời trang nè, đó. Không có thời trang thì chắc nó cũng xấu lắm. Ôi mặc thời trang vô đi. Đây là có danh hiệu ha, đó, dù không hiểu gì hết. Đây có cánh nè. Rồi bây giờ vào đánh boss cho các bạn xem ha. Ngộ không biết đánh ăn được không đây. Hồi level 60 mới được đánh ngộ không. 45, 40 nè. Không? Nhân vật rất là mạnh nha. Đó, nãy giờ đánh mà mình không có tốn một miếng máu luôn. Như này thuộc dạng 3D hay gì thay được không? Đã không thay được các bạn ơi. Này nhân vật thường. Con bé nó đi theo nó làm gì đứng quơ quơ gì đâu. Mình thì chỉ mới test sơ vậy thôi nha các bạn. Còn bạn nào muốn vào khám phá ấy thì cứ vào chơi rồi cho mình biết trải nghiệm nha. Mình thì cũng không có thời gian chơi nhiều. Được một món à. Đó, chạy bộ cho lẹ phù của nó tới nè. Mới chạy tới level 40 rồi nên cũng chưa có mở cái gì hết. Các bạn xem mà ấy nha. Gì vậy? Đeo gì vô? Ô mình được 87 chuyên nguyên bảo hồi nào hôm qua mình xài hết rồi mà. À hai cái nè các bạn. Nếu các bạn làm nhiệm vụ về đăng nhập hàng ngày là nó cho vàng đồ này nọ nhé. Rồi mình xin kết thúc video ngắn gọn tại đây ha. Thì sau này mình sẽ làm thêm những cái game khác. Nói chung là có rất nhiều cái game free nên các bạn cứ yên tâm mà đăng ký kênh của mình ha. Chơi cứ chơi mỗi ngày một cái game, mỗi ngày một cái game đi cho nó đỡ chán. Rồi bye bye. Gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Nhớ đăng ký, like, share video này cho nhiều bạn biết nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ đăng ký nha, đừng quên đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa. Các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái Internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích và quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.